vị có con em bị cận thị, viễn thị và loạn thị phải đeo kính thường xuyên, hãy đến tham khảo miễn phí về phương pháp ngưng tăng độ cận thị với bác sĩ nhãn khoa James Trương, là hội viên chính thức của Hiệp hội OrthoCare Hoa Kỳ với bằng cấp cao nhất, chuyên môn thiết kế trong OrthoCare hoàn toàn bằng phương pháp điện toán digital đã giúp hơn 80-90% các bé không phải đeo kính ngay sau đêm đầu tiên. Hãy đến website bacsimac.com để xem thêm hàng trăm chi tiết về phương pháp OrthoCare và các bệnh lý về mắt. Tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607. Đây là cuộc phỏng vấn về OrthoCare tại văn phòng nhãn khoa Eye Care Optometry và đặc biệt là phỏng vấn về OrthoCare cho người lớn tuổi. Dạ, chào bác sĩ. Vâng, thưa chào tất cả các quý vị. Thì đây hôm nay trong văn phòng chúng tôi đã hân hạnh là mời anh Trương Khương. Anh Trương Khương là năm nay khoảng 46 tuổi. Thì anh là người có cái hai độ, tức là một độ nhìn xa và độ nhìn gần, thế là lớn mình vẫn gọi là presbyopia. Thì anh Trương Khương đã làm OrthoCare tại văn phòng cũng khá lâu. Thì xin chào anh Trương Khương. Dạ, xin chào bác sĩ. Yeah. OK, xin anh Trương Khương giới thiệu sơ là anh về anh sơ về tuổi của anh về như thế nào. Dạ, thì hiện giờ mình 46 tuổi thì trước á mình đeo, tại vì mình có độ cận nặng thì mình mắt mình ban đêm thì hay yếu, với đôi lúc ban đêm mình lái xe dầu là đeo kính nhưng mà cái mắt nó cũng không có khỏe, lái phản ứng nó hơi chậm. Thì một bữa nào đó đọc báo thì thấy văn phòng bác sĩ đó biên về cái OrthoCare. Thì lúc đó mình thấy nói về cho những đứa bé nhiều hơn, nhưng mà sau khi gọi điện thoại nói chuyện với bác sĩ đó thì bác sĩ có nói là OrthoCare cũng có thể áp dụng cho người lớn, thì mình rất là vui. Thì mình làm. Yeah. Vâng, thì cảm ơn anh đã chọn văn phòng. Thì trước hết đó là muốn hỏi anh là, nhưng mà trước khi làm anh có cái quan tâm lo lắng là coi như mắt anh có thể bị cái này bị cái kia không trước khi làm? Thì mình cũng nghe nhiều người nói là nhiều lúc tại vì cái nói về cái contact lens thì nhiều có, tại mình cũng có quen có nhiều người họ bị nói là cũng dễ bị nhiễm trùng, hoặc là có đôi lúc họ nói là có thể không có work gì đó. Thì mình, nhưng mà sau khi mình nói chuyện với bác sĩ đó thì bác sĩ tức là giải thích rất rõ ràng, tức là từng chi tiết và cũng như cho mình biết cái thể thức của cái OrthoCare, nó cái phương pháp của OrthoCare nó thế nào. Thì mình thấy mình thử đi, tại vì hồi trước mình nghe LASIK, laser rồi cũng nhiều lắm, nhưng mà cái đó thì mình sợ, tại vì cái vấn đề cái đó thì khi mình nghe nó đụng tới mắt thì mình sợ, mình nói thà mình đeo thử contact lens, nếu nó không work thì thôi thì trả lời kiến, còn nếu nó work thì ok, good, à, tốt thôi. Thì bây giờ hoàn toàn là anh không có còn lo lắng gì trong cái vấn đề mà đeo contact lens. Dạ, vâng, dạ, tại vì bác sĩ giải thích rất rõ ràng từng chi tiết, từng bước, từng cách thiết kế lens thế nào, rồi mỗi đêm làm thế nào đó, thì mình rất là, và sau đó bác sĩ cũng theo dõi nữa hàng tuần. Tại vì mình nói xa thì bởi chỉ có cuối tuần mình xuống đây trong văn phòng thì bác sĩ theo dõi, rồi bác sĩ check mắt, tức là rất rõ ràng, thì mình không có lo nữa. Yeah. Muốn hỏi anh là cái vision của anh đó, trước khi làm một OrthoCare anh biết anh bao nhiêu độ không? Thì mình có nó khoảng từ một độ tới một độ rưỡi hoặc hai độ gì đó. Thì mình nhớ như mắt mình biết là mắt phải, mắt trái mình nó có bên cái mắt phải thì nó nặng hơn, thì tại vì mình đeo mình nhìn cái kính của mình thấy nó dày hơn. Vâng. Yeah. Thì ngoài ra anh có cái độ đọc sắc không? Có, cũng có, tức là nó cũng không có nhiều, nhưng mà sau khi mình đeo cái OrthoCare mình thấy nó có thay đổi. Thì muốn hỏi anh là anh đã làm cái OrthoCare này được bao lâu rồi? Khoảng gần 2 năm rồi. Mình đeo được gần 2 năm. Thì ngay từ những cái là đêm đầu tiên hay cái vài ngày đầu tiên đó, khi mà anh đeo cái OrthoCare này anh có thấy có thay đổi nhiều không? Cái tuần lễ đầu, tới 3 ngày đầu á, mình thấy nó thay đổi rất nhiều. Mà mình nhớ là buổi sáng mình lái xe ra mình nhìn cái đèn đỏ đèn xanh mà hồi xưa cái khoảng đó mình không thấy, mình thấy nó mờ, nhưng mà đeo sau khoảng ngày thứ tư đó là mình bắt đầu thấy wow, nó sáng lên, cái đèn nó rõ hơn. Thì bây giờ sau khi đeo một thời gian dài như vậy thì cái vấn đề như cả nhìn xa và nhìn gần của anh thấy như thế nào? Mình rất là vui, tại vì cái vấn đề bây giờ không cần đeo kia kính nữa, tức là mình thấy nhìn xa mình thấy rất rõ, thì nhìn gần thì theo tuổi lớn thì cái độ đọc nó tăng, thì mình thấy nó, nhưng mình nó vẫn còn good, tức là mình không cần phải đeo kính đọc như những người bạn mình hiện giờ. Những người bạn mình giờ là họ phải đeo kính đọc hết rồi. Mình còn không cần. Và
Còn như làm thế nào anh biết được là ở đây có làm OK? Anh đọc báo thì hay đọc là... báo rồi nghe. Tại hù mấy năm trước thì bác sĩ chưa có cũng là quảng cáo nhiều đó. Thì mình đọc báo thì một ngày tự nhiên mình lật cái tờ báo mình đọc, ủa, cái vị bác sĩ này biên rất là rõ ràng về cái phương pháp này. Tại vì 2 năm trước thì có thể cái OK nó còn mới, thì cộng đồng Việt Nam mình chưa biết nhiều. Nhưng mà thấy bác sĩ giải thích rất rõ ràng biên về cái phương pháp này và mình thấy wow cũng hay thì mình thử. Trước khi tới văn phòng này anh có đi tham khảo đâu? Có những văn phòng khác, nhưng mà sau khi nói chuyện với bác sĩ thì mình thấy mình an tâm đến văn phòng bác sĩ hơn. Tại vì bác sĩ giải thích rất rõ ràng và cũng như là cho mình biết từng chi tiết thế nào để mà mình dùng cái phương pháp này. Cảm ơn anh. Thì anh có dự định giới thiệu cái phương pháp này với lại cho những người khác không? Có. Chắc chắn là mình nói là không cần đi đâu hết, các bạn đến văn phòng bác sĩ là các bạn khỏi lo về hết về vấn đề mắt, bác sĩ thiết kế từ A tới Z. Rồi câu hỏi cuối cùng là anh có muốn nói gì với văn phòng ở đây không, với bác sĩ James Chung? Dạ, bác sĩ James Chung là một vị bác sĩ theo mình biết thì bác sĩ lúc nào cũng trau dồi kiến thức, cập nhật hóa những cái kiến thức thì từng theo không biết thì tuần vừa rồi bác sĩ mới đi một cái conference đó, học về những cái phương pháp mới hơn. Thì mình nghĩ là một người bác sĩ mà lúc nào cũng theo đam mê cái ngành và lúc nào cũng học hỏi mới thì mình thấy là mình khỏi lo rồi, tại vì có cái gì mới là bác sĩ họ cho mình biết và thích care cho mình. Thì mình rất là mong quý vị đến văn phòng bác sĩ thì sẽ thấy mình không có nói nhiều, mà bác sĩ đến thì bác sĩ sẽ thấy bác sĩ phục vụ với cho mọi người thế nào. Vâng, thì một câu hỏi bổ túc cuối cùng là anh có play sport không? Có chơi thể thao gì không? Không anh. Không có giờ, anh cũng bận rộn nhiều ha. Vâng, rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh, đã chọn văn phòng ở đây. Vâng, chào anh. Quý vị có con em đang bị cận thị, viễn thị và loạn thị, phải đeo kính thường xuyên, hãy đến tham khảo miễn phí về phương pháp ngưng tăng độ cận thị với bác sĩ nhãn khoa James Chung. Bác sĩ James Chung, hội viên chính thức của Hiệp hội AutoCare Hoa Kỳ, với bằng cấp cao nhất chuyên môn thiết kế trong AutoCare, hoàn toàn bằng điện toán digital, giúp cho con em quý vị không phải đeo kính trong thời gian ngắn nhất. Bác sĩ James Chung, Eye Care Optometry FV, 11075 Warner Avenue, góc đường Euclid, trong khu chợ Caesar Bros. Điện thoại 714-418-9607, 418-9607.